Xin chào tất cả các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Liên ha. Thì đầu tiên Liên sẽ giới thiệu về cửa hàng Liên trước nhé. Cửa hàng Liên là xe máy nhập khẩu hệ thống Hiếu Thành Phát. Địa chỉ là ở đường Nguyễn Văn Thành hay là DT741, khu phố Phú Nghị, Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cửa hàng Liên nằm ngay trên quốc lộ 14 luôn ha. Thì Liên đứng đây thì các bạn có biết hôm nay Liên sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng xe nào rồi đúng không ạ? Đó là dòng xe Exciter 155. Đây là dòng xe là chưa bao giờ ngừng hot ở bên Liên luôn ha. E155 Liên Liên về tất cả các phiên bản đầy đủ màu sắc luôn, không thiếu một màu nào hết luôn nha. Đây là màu zin của nhà máy này, thì đây là phiên bản E155 phiên bản cao cấp. Bản này thì là màu đen nhám ha. Bên Liên có màu bản cao cấp thì sẽ có khóa thông minh và có thiết kế cổng sạc USB luôn ha. Màu này thì bên Liên hiện tại đang bán có giá là 44.500.000 nhé. Rồi bên cạnh lên đây là một cái màu xe phiên bản giới hạn, mà phiên bản giới hạn thì có rất là nhiều màu. Tuy nhiên đối với cái màu này thì được rất là nhiều người ưa thích cái màu này luôn, đó là màu xám xi măng và mâm đỏ nhé. Đối với dòng xe Sonic xe Exciter này á thì bản giới hạn bên Liên bán hiện tại có giá là 47.500.000 ha. Ở đây nữa Liên có E155 phiên bản là phiên bản kỷ niệm 60 năm này. Màu chủ đạo sẽ là màu trắng này, có mâm vàng này, trắng đỏ là có mâm vàng luôn. Cà vẹt sẽ ra được màu ba màu luôn ha, trắng đỏ đen ha, vàng nữa nhé. Rồi cạnh đây Liên sẽ có là chiếc Exciter phiên bản Monster. Về hình dáng thì nhìn chung nữa là Exciter 155 thì hình dáng nó khá là thể thao và khá là bự hơn so với F150, nó khá là bự hơn luôn nhé. Thì phiên bản Monster này á, Liên hiện tại thì cũng đang bán có giá là 47.000.000 nhé. Rồi, trong này Liên giới thiệu cho các bạn được cái màu mới nữa này. Đây là màu trắng đen này. Cái màu này gọi là phiên bản cao cấp, khóa thông minh hay là bản khóa chìa bên Liên cũng đều có cái màu này luôn nhé. Nếu mà bản khóa chìa màu này thì bên Liên bán có giá là 43.000.000. Tuy nhiên nếu mà bản cao cấp thì bên Liên sẽ bán có giá là 44.500.000 ha. Rồi, đây nữa là một bản E155 phiên bản giới hạn này. Là màu trắng đen mà mọi người hay gọi là trắng hồng trinh á. Màu này thì bên Liên bán có giá là 47.000.000 luôn ha. Và giới hạn thì bên Liên ngoài ra có thêm được màu xanh bạc đen hoặc là xanh đen nữa nhé. Rồi đây là tất cả những màu zin Exciter 155 bên Liên ha. Ngoài ra bên Liên có thêm rất là nhiều màu nữa. Và ngoài những màu zin này ra thì bên Liên có sơn lên một vài màu 3D nữa. Thì dạ các bạn đi xem màu 3D bên Liên ha. Rồi đây là xe E155 là màu sơn 3D này. Liên Liên màu sơn là màu xanh này, xanh đen, xanh đen. Đây có chữ Monster này ha. Thì nếu mà màu này á thì bên Liên sẽ lên đủ luôn là cả phiên bản khóa chìa và phiên bản khóa thông minh. Nếu mà mình lấy phiên bản khóa thông minh á thì bên Liên hiện tại có giá là 46.500.000. Còn nếu bản khóa chìa thì mình sẽ có giá là 44.500.000 ha. Rồi bên cạnh đây nữa là xe Exciter 155 là phiên là màu sơn 3D này. Cái tem mà bạn thấy là tem như thế này. Chữ mon tên dạng tem như thế này thì bên Liên về rất là nhiều màu. Ở những video trước thì Liên có dẫn cho các bạn đi xem được á, là có màu xanh này, màu vàng này, màu cam này. Thì hôm nay bên Liên lên được con màu hồng nữa nha. Màu này thì là phù hợp những bạn nữ mà thích được cái màu Exciter mà chạy được cái màu hồng như thế này thì khá là dễ thương và cũng ngầu đó nha. Bạn nam cũng sao, bạn nam chạy màu này cũng rất là đẹp, tại vì hôm bữa bên Liên cũng có bán một chiếc xe là màu hồng lại như vậy luôn ha. Thì nhiều bạn nam cũng rất là thích màu hồng như xe chia Sonic thì đó, bên Liên cũng lên rất là nhiều màu hồng luôn ha. Rồi thì màu này thì bên Liên cũng lên thêm hai phiên bản luôn, phiên bản khóa chìa và khóa thông minh ha. Rồi trong này thì Liên có phiên bản Monster này. Liên dẫn các bạn đi xem phiên bản giới hạn của E155. Đây là màu xanh đen. Màu này thì Liên hay gọi là màu xanh quân đội á. Đến màu xanh quân đội như thế này á, thì giá 47.000.000. Và thiết kế thì khá là kiểu cá tính này, cũng như là ngầu, bao ngầu. Hay mình đi xe này là bao ngầu luôn. Rồi, khi mà mình mua góp với dòng Exciter 155 này thì chỉ cần đưa trước góp viên từ 6 triệu là mình có thể rinh xe được rồi. Thủ tục mua góp thì mình chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân là mình có thể lên hồ sơ rinh xe rồi nha. Và điều kiện là đủ 18 tuổi, tròn đủ ngày, đủ tháng luôn nhé. Rồi, khi bạn đến mua xe thì liên hệ trực tiếp với Liên theo số điện thoại là 0985 794100. Số này Liên có dùng Zalo luôn nha. Bên Liên có thâu xe cũ và đổi xe mới, nên mình có những cái xe cũ nào thì mang lên bên Liên có thâu lại cho mình luôn ha. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video của Liên ha. Bye bye.